Tử Vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Dần thường có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập, linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế. Tuổi Dần mệnh Kim có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo và bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà sang năm 2021, ở tuổi 49 nhưng vẫn còn đủ sức để chiến đấu, để phát triển sự nghiệp, mạnh dạn đầu tư và kinh doanh, mang về một năm tài vận cực kỳ tốt. Có thể nói trong năm 2021, mọi thứ của tuổi Nhâm Dần đều tốt, đều xuôi chèo mát mái. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Nhâm Dần sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Nhâm Dần có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Nhâm Dần trong năm 2021, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần cho biết năm 2021 là năm Tân Sửu mà người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 gặp Thái Tuế tạo nên bố cục ám hợp. Có nghĩa thiên can của năm tương sinh với thiên can của tuổi, được gọi là cục diện quan ấn tương sinh. Tuổi Nhâm Dần chiếm ưu thế sẽ có tương đối nhiều cơ hội trong năm 2021, có lợi cho việc hợp tác dự án, hợp tác làm ăn, tài vận, thăng quan, tiến chức. Đồng thời, Thái Tuế gặp Nhâm Dần thì trời trong mệnh đào hoa, cơ hội về tình cảm khá nhiều. Bước vào gần độ tuổi 60, nhưng ở độ tuổi này, đối với người tuổi Dần không thành vấn đề. Hầu hết mọi người vẫn sẽ đầu tư sức lực và kinh phí rất lớn cho sự nghiệp của mình để cố gắng leo lên vị trí cao hơn. Tổng thể tài lộc của những con giáp năm nay khá tốt. Điều này dễ hiểu nhưng phải chú ý đến vấn đề tài lộc. Đừng đầu tư một cách mù quáng, nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Về tài lộc, nam Nhâm Dần trong năm nay tương đối ổn định, thu chi có thể duy trì sự cân bằng. Tổng thể sức khỏe và các mối quan hệ tình cảm cũng tốt. Nhìn chung, cả năm khá thoải mái. Trong năm nay, nữ mạng tuổi Nhâm Dần về tổng thể cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên, do tính cách mạnh mẽ của nữ tuổi Hổ nên nhiều vấn đề cũng sẽ nảy sinh trong năm nay. Đặc biệt, về sự nghiệp và các mối quan hệ, nữ tuổi Dần năm nay đang trong tình trạng bán tính, bán nghi ở nơi làm việc. Nhưng bởi tính cách luôn thích trọng chữ tín, tự cao, tự đại sẽ gây ra không ít rắc rối. Tổng thể tài lộc khá tốt, nữ tuổi Dần đã có nền tảng kinh tế nhất định, thu nhập giảm nhẹ trong năm nay nhưng không gây ảnh hưởng gì. Về tình cảm, xung đột giữa nữ tuổi Dần và con cái tăng dần trong năm nay. Phương diện sức khỏe tổng thể khá tốt, nhưng lưu ý đừng bồi bổ một cách quá đà, sẽ gây ra vấn đề do bồi bổ quá nhiều. Bởi vậy, khuyên nữ mệnh Nhâm Dần trong năm 2021 không nên quá tham lam bồi bổ, tinh thần vui vẻ, ăn uống lành mạnh chính là liều thuốc tốt nhất. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Nhâm Dần sẽ phải trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, nam mạng dự báo có nhiều cơ hội làm ăn hơn trong năm 2021, có lợi cho các dự án hợp tác làm ăn, hiệu quả công việc được nâng cao, sẽ được lãnh đạo, sếp coi trọng và dễ có cơ hội thăng tiến. Kinh doanh thuận lợi hơn trong việc mở các kênh chính thức và mở rộng thương hiệu.
Nam tuổi Nhâm Dần luôn có tham vọng trong sự nghiệp. Ở tuổi này thường ngồi ở những vị trí cao. Năm nay sẽ gặp một số áp lực trong công việc, đặc biệt là trong vấn đề quản lý nhân tài. Đừng để mồm miệng kẻ gian đưa đẩy gây ảnh hưởng, gây tranh chấp nơi công sở. Đối với những người làm nghề tự do sẽ có nhiều cơ hội tốt trong năm nay. Đối với nam giới cầm tinh Nhâm Dần thì muốn nắm bắt lấy cơ hội, nhưng trước khi đầu tư bạn phải chú ý đến thị trường, đừng đầu tư hết vốn chỉ vì nóng vội. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình điều vốn. Cho nên, nam mệnh Nhâm Dần không nên nóng vội, chủ yếu làm tốt việc cho bản thân đã là tốt lắm rồi. Nữ tuổi Dần sinh năm 1962 thì lại có đầu óc minh mẫn, vận may nghề nghiệp cũng rất tốt, nhưng nơi làm việc sẽ có nhiều thay đổi trong năm nay. Tuổi này bạn đã bắt đầu tính đến chuyện nghỉ hưu, nhưng vì khả năng kinh doanh vượt trội nên bạn thường hỏi ý kiến của các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình này, nữ tuổi Dần sẽ làm mất lòng người khác vì tính khí bất cần và hung bạo, dẫn đến việc không thể rời khỏi nơi làm việc trong tư thế hoàn hảo, thậm chí có thể gây ra rắc rối nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Khuyến cáo phụ nữ tuổi Dần năm nay không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác ở nơi làm việc, hãy an phận thủ thường. Để có thể tận dụng vận may đổi vận ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải các thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1962. Về mặt tài lộc, tuổi Nhâm Dần năm 1962 sẽ có tài vận tốt, thu được lợi nhuận rủng rỉnh từ một số dự án hợp tác trước đó, nhất là các dự án bất động sản sẽ có cơ hội nâng cao lợi ích, tăng lương. Năm nay tổng thể tài lộc khá ổn, phúc lợi của công ty đã tăng lên đáng kể. Tuổi Dần đóng góp không nhỏ nên phần thưởng tương đối cao. Tuy nhiên, con giáp trong năm nay sẽ dùng số tiền còn lại để đầu tư nên không được hưởng trọn vẹn cuộc sống vật chất. Đàn ông cầm tinh tuổi Dần có đầu óc và cũng rất biết cách quản lý tài chính. Những lựa chọn đưa ra trong năm nay có khả năng thành công cao đáng hy vọng. Mặc dù vậy, người tuổi Dần nên làm những việc trong khả năng của mình, không nên vay mượn tiền bạc khắp nơi, sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vận tài chính của nữ tuổi Nhâm Dần cũng khá tốt. Năm 2021, phụ nữ sinh tuổi Nhâm Dần không phải lo lắng về tiền bạc. Họ vốn là người rất thông minh và là công cụ quản lý tài chính trong nhiều năm nên đã có khoản tài chính cố định. Ngay cả khi thu nhập của họ năm nay thấp hơn nhiều so với những năm trước thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nữ tuổi Dần thường được hưởng trọn niềm vui do vật chất mang lại. Tài lộc năm nay cũng vậy, nhất là tổng thể vẫn duy trì được mức ổn định. Tiền bạc năm nay chi nhiều nhưng bạn vẫn không bị ảnh hưởng. Mọi sự có thành hay không đều nhờ sự may mắn. Chính vì vậy, để mọi dự án đầu tư, kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển, tuổi Nhâm Dần có thể hanh thông và thuận lợi hơn, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp về mặt tình cảm. Vận tình cảm gặp thái tuế, nhiều cơ hội về nhân duyên được đem đến cho bạn một cách bất ngờ. Cả nam và nữ đều có khả năng có được tình cảm, dễ gặp phải người khác phái, điềm đạm và thực dụng. Tuổi Dần có tính cách chiếm hữu và kiểm soát, thế nhưng đối phương có thể chịu đựng, kiềm chế và dễ nảy sinh tình cảm ngầm. Đàn ông tuổi Nhâm Dần tương đối mạnh mẽ trong suốt cuộc đời, thích những người phụ nữ dịu dàng, dễ mến, có được thành công trong sự nghiệp là nhờ có người vợ đứng sau. Vì vậy, dù hiện tại hai người đã ở tuổi trung niên, nhưng quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Nam tuổi Dần trông rất ong bướm, nhưng thực chất vẫn rất chung thủy với người vợ. Tuy nhiên, nam giới tuổi Dần thường giao du, tiếp xúc nhiều hơn với người khác phái nên có thể gây ra hiểu lầm. Nếu không muốn phá hỏng mối quan hệ của mình vì điều này, nam giới tuổi Dần nên dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh vợ và hâm nóng tình cảm hai bên. Trong năm 2021, quý cô tuổi Nhâm Dần có một số khúc mắc trong mối quan hệ tình cảm. May mắn thay, địa vị của bạn trong gia đình vẫn không thay đổi, người kia vẫn tôn trọng bạn. Những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn chủ yếu đến từ bản thân người tuổi Dần. Vì sắp nghỉ hưu nên bỗng nhàn rỗi trong năm nay, luôn kén chọn người yêu, khó tính với con cái, gây ra nhiều chuyện không vui cho đôi bên.
Nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, đối mặt với sự phản kháng của gia đình sẽ rất quyết liệt. Đôi khi sẽ nói những lời tổn thương khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Chính vì vậy, nữ tuổi Dần nên điều chỉnh tâm lý, đừng làm tổn thương người thân trong gia đình. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có những chuyển biến tích cực, còn xảy ra một số mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, năm 2021, thái tuế lấn át nên chú ý về mặt sức khỏe đang dần giảm sút, không nên làm việc quá sức và không nên căng thẳng quá mức. Nếu không, có thể dẫn đến suy nhược tinh thần, ảnh hưởng đến tim mạch. Về cơ bản thì năm nay không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng bạn nên chú ý chế độ ăn uống nhẹ nhàng. Bạn thường thích thịt cá, thực phẩm giàu chất đạm, ăn chơi nhiều nên sẽ bị cao huyết áp hoặc tiểu đường. Để giảm nguy cơ mắc bệnh thì nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống. Ngoài ra, tuổi Dần thường rất chú trọng đến việc chăm sóc cơ thể, cũng như chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Ở độ tuổi này, họ rất coi trọng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và liệu pháp ăn uống. Cũng chính vì thế mà trong năm nay có thể xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm. Khuyên cáo không nên mù quáng tin vào các quảng cáo trên mạng, kẻo hoang mang vì các chiêu trò làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm vào đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.